kính thông báo đến gia đình và họ hàng gia tộc về ngày giỗ một năm của bà cố Maria Nguyễn Thị Mùi, mùng 1 tháng 10 năm 2019 và mùng 1 tháng 10 2020. Kính thưa quý ông bà, họ hàng, chú bác ở trong gia tộc, trong Nam, ngoài Bắc và anh chị em nội ngoại. Kính thưa quý vị, lễ giỗ một năm của bà cố Maria Nguyễn Thị Mùi là bà, là mẹ của chúng con, được cử hành tại Thánh đường Giáo xứ Thánh Giuse vào lúc 17 giờ 45 phút, tức 5 giờ 45 phút buổi chiều, ngày thứ Tư, 30 tháng 9 năm 2020. Với sự chủ tế của Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ và cha Giuse Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse, cha Phêrô Phó xứ cùng các vị linh mục trong và ngoài giáo hạt Tân Mai cùng dâng thánh lễ, và sự tham dự của các sơ, các dòng tu Mân Côi, Đa Minh là hai cộng đoàn mà hai em là sơ Teresa Lê Hồng và sơ Teresa Ngọc Lễ tu trong hai cộng đoàn này về cùng tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho bà cố Maria và ông cố Lorenzo là thân mẫu và thân phụ của chúng con. Đây lại là một hồng ân Chúa ban cho gia đình nói riêng và gia tộc họ hàng nói chung của chúng con. Chúng con xin kính báo và xin kính mời tất cả các quý vị họ hàng gia tộc, gia đình nội ngoại cùng đến hiệp dâng thánh lễ để cầu nguyện cho bà cố Maria và ông cố Lorenzo nhân dịp giỗ 25 năm, 15 tháng 9 1995 và năm 2020. Đồng thời, tối thứ Năm, mùng 1 tháng 10 năm 2020, có buổi đọc kinh cầu nguyện cho bà cố Maria và ông cố Lorenzo tại Tư Gia vào hồi 19 giờ, tức 7 giờ tối. Với sự khiêm nhường và lòng cậy trông, Chúa sẽ chúc phúc cho gia đình, họ tộc chúng con trong việc tổ chức lễ giỗ và thánh lễ đồng tế được thuận tiện, suốt sáng. Xin tất cả các quý vị cha bác, họ hàng thêm lời cầu nguyện cho gia đình chúng con. Cách riêng với quý vị họ hàng cha bác ở xa ngoài Bắc hoặc anh chị em ở bên nước ngoài không về tham dự được, thì xin tất cả quý ông bà, chú thím, anh chị em nội ngoại cùng hiệp lòng và hiệp thông thánh lễ cầu nguyện cho bà cố Maria và ông cố Lorenzo, thân phụ và thân mẫu của chúng con. Trong tình Chúa quan phòng, xin quý vị thêm lời cầu nguyện và đến hiệp dâng thánh lễ. Thứ Tư, ngày 23 tháng 9, 2020, thay mặt gia đình Giuse Lê Văn Thành,
xin kính báo.